Chào mọi người, mình là Tiệp, là kỹ thuật vườn của vườn sinh thái Cao Minh Kiến. Thì hôm nay mình lại quay tiếp tục trở lại với series là phân, Tiệp với phân. Đấy. Thì các bạn có biết là mỗi ngày thì các bạn thải ra khoảng từ 1 đến 2 lít nước tiểu. Thì bình thường thì mình sẽ cho vào bồn cầu, hoặc là như ở đây thì có thể đi ngoài vườn. Và các bạn đang lãng phí một cái nguồn phân bón. Thì cái này có thể thay thế được cái phân hóa học nhé. Thì cái phân nước tiểu này thì cái nước tiểu này hàm lượng nitơ nó cũng khoảng hơn 1%, hàm lượng NPK nó gần như là bằng nhau, nó khoảng xấp xỉ 1:1:1. Thì nó cũng tương đương như cái phân hóa học mà phân tổng hợp mà các bạn đang bón ấy. Nếu các bạn dùng lượng nhiều thì nó cũng quy đổi ra như nhau. Thì để sử dụng hiệu quả cái phân nước tiểu này, cái nước tiểu này thì các bạn sẽ ngâm nước tiểu với cả cái những cái loại vật liệu khô, như đây là cỏ khô hoặc là lá chuối khô. Mình ở đây vườn mình đang sử dụng lá chuối khô hoặc lá cây khô. Thì như mình cũng nói nhiều lần thì nước tiểu thì trong cái lá cây khô này đấy thì là nó chứa nhiều carbon. Thì nó khi kết hợp với nước tiểu chứa nhiều nitơ thì nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp dung dịch để bón cho cái trồng rất là lý tưởng. Thì đấy, các bạn có bao giờ là để ý là mình đang lãng phí cái điều cái một cái nguồn tài nguyên là quý giá này không? Thì đấy là mà khi mà các bạn ngâm ủ như thế này thì các bạn sẽ sau khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì các bạn có thể lấy cái dung dịch này ra tưới cho cây trồng của bạn, có thể là rau hoặc là hoa các loại cũng được. Và các bạn nhớ pha một tỷ lệ là 1:10 hoặc 1:20 nhé. Không thì trong nước tiểu này nó mặn ấy, thì cây trồng của bạn nếu các bạn tưới trực tiếp mà không pha loãng thì nó sẽ dẫn đến là cây sẽ không chịu được mặn và nó sẽ chết đi. Đấy. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn một cái lấy nhỏ nhỏ từ cái nước tiểu này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.